Cuộc họp lần thứ 6 của Hội đồng thành viên Trung tâm Giả hóa Năng động và Sáng tạo ASEAN ACAI đã diễn ra vào sáng ngày 18 tháng 2 năm 2022 dưới hình thức trực tuyến. Tại đây, các thành viên hội đồng đã thảo luận về kế hoạch 5 năm của ACAI, trong đó đặt trọng tâm vào các vấn đề nâng cao năng lực các thành viên, cung cấp các bằng chứng liên quan đến giả hóa dân số và sự thích ứng của các quốc gia thành viên ASEAN đối với giả hóa dân số. Bên cạnh đó, hội đồng cũng thảo luận về việc tăng cường hợp tác giữa ASEAN với Nhật Bản, quốc gia có nhiều kinh nghiệm trong việc thích ứng với dân số giả. Cuộc họp cũng thống nhất đặt trọng tâm và ưu tiên các hoạt động của nhóm công tác y tế số 1 của ACAI trong vấn đề già hóa khỏe mạnh và năng động. Cũng tại cuộc họp, Việt Nam đã trình bày sáng kiến về giải thưởng ASEAN về già hóa dân số, cụ thể là về cơ cấu giải thưởng, cách thức tổ chức, các tiêu chí đánh giá và khả năng tham gia của các bên và được các quốc gia thành viên ASEAN đánh giá cao. Trước đó, tại cuộc họp của nhóm công tác y tế số 1, Việt Nam đã đưa ra hai sáng kiến: tổ chức diễn đàn thường niên của ASEAN về già hóa dân số và đề xuất giải thưởng của ASEAN về già hóa dân số và đã được thông qua. Phát biểu tại cuộc họp, ông Lương Quang Đảng, Ủy viên dự khuyết của Hội đồng ACAI đã đánh giá cao các ý kiến thảo luận, các sáng kiến và đề xuất được nêu ra và nhấn mạnh việc cần phải hợp tác hơn nữa giữa các thành viên ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác phát triển nhằm xây dựng một cộng đồng ASEAN già hóa năng động, khỏe mạnh và sáng tạo.